Phương Sâm Minh Đan xin chào các bạn. Hai chị em nhà Minh Đan ngày hôm nay sẽ tiếp tục công việc hàng ngày của mình, đó là những bài học về nghề phun sâm. Và chủ đề bài học ngày hôm nay đó là phun khử xó môi thâm dành cho các anh em con trai. Xin chào các bạn. Với bài chia sẻ về kỹ thuật khử môi thâm nam này sẽ giúp cho các bạn phân biệt được khử môi thâm nam và môi thâm nữ khác nhau như thế nào, đồng thời cũng biết cách chọn lựa màu sắc phù hợp cho các anh nam cũng như là phương pháp khử môi thâm nam đúng cách. Hãy cùng theo dõi quá trình thực hiện môi thâm này cùng hai chị em mà mình đang. Trước tiên, bước đầu tiên là mình phải xác định xem cái môi đó là mức độ thâm như thế nào. Thì mình từ đó mình sẽ có công thức mình pha cho nó phù hợp với yêu cầu khách hàng. Thì đối với cái môi của anh trai này là môi trên nó bị thâm nhiều và thâm hầu như hết cái môi luôn. Còn môi dưới thì thâm cái viền và thâm gần như chính giữa môi. Phía trong thì nó hơi bị đỏ nhiều quá. Thì mình sẽ hỏi khách hàng của mình là khách hàng sẽ muốn như thế nào. Thì với anh trai này muốn là thứ nhất là cái môi của anh á, là cái đây nó hơi bị đỏ nhiều quá, thì một chút hạ chút xíu màu đỏ màu hồng này xuống cho nó tự nhiên và khử mất môi thâm này thôi, để nó trung hòa màu đều lại đồng nhất một màu. Và bây giờ mình sẽ đi vào tẩy tế bào chết cho môi trước khi mình làm ha. Mình sẽ vệ sinh môi của khách hàng bằng cái nước muối sinh lý các bạn ha, xung quanh viền môi luôn. Sau đó là mình sẽ tiếp tục là mình tẩy tế bào chết. Có trường hợp á, thì cái môi nếu như mà nó có nhiều tế bào chết và nhiều cái vảy của cái môi á, thì mình sẽ ủ Vaseline trước khoảng 10-15 phút hay 5 phút gì đó. Sau khi mình ủ xong thì mình mới tiến hành các bước tẩy tế bào chết một lần nữa. Thì mình tẩy khoảng đầu khoảng là 30 giây hoặc là 1 phút trở lại. Sau khi mình tẩy sạch thì mình lau. Sau khi mà thời gian ủ tê khoảng 15-20 phút hoàn thành xong thì mình sẽ tiến hành là mình sẽ tiến hành khử thâm. Thì môi này sẽ trải qua hai bước. Bước thứ nhất đó là mình sẽ khử thâm những cái phần thâm viền này. Bước thứ hai đó là mình sẽ vô màu chủ đạo đó là hồng cam nhạt để cho nó tăng ánh sắc ở màu ngoài phía ngoài cho nó tươi lên. Đồng thời là nó hạ bớt cái phần lòng môi nó sẽ bị hồng đỏ. Và đầu tiên là mình sẽ thử thí thâm bằng màu hồng cam sữa. Thì màu hồng cam sữa này là mình sẽ sử dụng, đây là sử dụng kim 1. Và kỹ thuật ở đây mình sử dụng đó là kỹ thuật máy ben ha. Và đi kỹ thuật rải hạt xác khít. Thì việc màu hồng cam sữa này là các bạn sẽ chọn lựa thì phụ thuộc vào cái nền môi thâm của khách hàng. Nếu như tình trạng mà môi thâm nhiều thì mình sẽ sử dụng hồng cam sữa hơi sáng hơn một tí xíu. Thì màu hồng cam sữa này được pha từ màu đó là màu trắng, màu đỏ và màu vàng. Nếu như trường hợp mà môi thâm nhiều thì mình sẽ sử dụng hồng cam sữa sáng. Còn trường hợp mà môi thâm mà nó sẽ ít hơn thì mình sẽ sử dụng hồng cam sữa hơi đậm hơn một tí xíu. Nên là việc xác định mà tông màu nào thì phải dựa vào yếu tố thâm của khách hàng. Với cái nền môi này đó là vừa thâm mà da rất là mỏng, với lại là rất nhiều hạt mụn follicle, rất là khó vào màu ha. Nên là kỹ thuật đi của mình nó phải thật cẩn thận, rất là nhẹ nhàng. Thì thường là môi thâm nhiều thì cái độ sắc độ melanin ở dưới môi rất là nhiều, nên khi mà lượt khử thâm thì mình sẽ cũng phải đi nhiều lượt màu khử thâm, đó là màu hồng cam sữa này. Thì và đi vào bao nhiêu thì mình sẽ cũng không bao giờ mình đếm lượt, miễn sao cho môi nó sẽ chuyển đổi sắc tốt từ từ dần. Thì như các bạn thấy đó, thì đối với môi thâm nam thì đặc biệt á, là môi thâm nam là mình sẽ không có vẽ khuôn viền gì hết ha. Mình sẽ khử thâm trực tiếp lên luôn. Thường là môi nữ bắt đầu vô là mình sẽ, trước khi khử thâm là mình sẽ tiến hành đó là mình sẽ vẽ khuôn viền. Và mình sẽ đi khuôn viền bằng những cái màu chủ đạo trước, để sau đó mình sẽ khử thâm để cho cái môi nó sẽ không bị viền được sắc sảo, không bị lem la viền. Còn đối với các anh nam thì bắt buộc là mình sẽ không có vẽ viền.
Tại vì khi mà vẽ viền đi khung viền thì nhìn sẽ rất là lỗ ha. Đối với cái môi thâm nhiều thì mình sẽ sử dụng đó là màu hồng câm sữa sáng. Với lại làn da này nó rất là mỏng nên là mình sẽ sử dụng đó là phi kim 0.3. Thì có rất là nhiều phi kim mà mình có thể chọn lựa trong cái quá trình mình phun tùy theo cái môi của khách hàng. Ví dụ như mà trường hợp mà môi nó quá mỏng thì mình sẽ chọn cái phi kim càng lớn. Còn đối với mà môi nó sẽ dày hơn thì cái độ thâm nó sâu hơn nên mình sẽ chọn cái phi kim nhỏ hơn để cho cái độ sắc bén hơn, để quá trình cái chuyển đổi tông màu được dễ dàng hơn. Thì kỹ thuật mình khử thâm này là kỹ thuật mình sẽ đánh tan viền ha, nên mình sẽ đi kỹ thuật đó là hạt sát khích nhưng mà mình sẽ đánh xéo kim ha. Thường là khử thâm môi nam á, là mình sẽ đi xéo và đi dọc theo cái sớ môi. Thì như vậy á, nó sẽ tan được cái viền và không có bị rõ khuôn viền ha. Đối với trường hợp mà môi vừa thâm nhiều và vừa có hạt follicle và cái mức độ nhăn nhiều như thế này là mình sẽ căng da thật chắc chắn ha, để mình đi bám sát được hết cái phần thâm này. Nếu như mà phần da dùng quá mình không có căng da tốt thì mình sẽ không có đưa kim vô đúng cái tầng da. Cứ tiếp tục như thế, mình sẽ đi lại khử thâm tiếp tục khi nào cho đến môi nó chuyển đổi tông màu thì thôi ha. Thì thường là các bạn sẽ hay hỏi là vậy đi một lượt, hai lượt, hai ba lượt à, thì mình nó sẽ không có điểm lượt cụ thể, mình sẽ đi đến khi nào mà chuyển tông đổi tông màu thì thôi. Và cái lực tay mấy bạn kêu là đi theo lực tay như thế nào à, thì tùy theo cái làn môi mỏng hay dày. Nếu như làn môi mỏng thì mình sẽ đi cái lực tay nhẹ lại, mình sẽ đi lực tay từ từ cảm nhận xuống da. Khi đó mà nó chuyển đổi tông màu thì mình sẽ dừng lại cái lực tay đó. Thì đối với môi nam thì nó sẽ có những cái tông màu khử thâm như là cam sữa, hồng cam sữa sáng, hồng cam sữa hơi đậm hơn. Thì các bạn có thể là mình tự mix mực với nhau. Cũng có thể là mấy bạn mua những cái sản phẩm có sẵn rồi mình thực hiện thôi ha. Thì nếu như mà các bạn mà muốn mix thì mình sẽ như mình đã chia sẻ thì kỹ thuật mix màu ra hồng công sữa đó là từ ba cái màu, đó là màu trắng, màu đỏ và màu vàng. Thì nếu như mà màu thâm càng nhiều thì mình sẽ tăng cái tỷ lệ màu trắng lên càng nhiều ha. Tại vì sao mà màu trắng khử được cái thâm nặng? Tại vì trong cái ngôi sao màu sắc á, thì màu trắng là cái màu đối nghịch với cái màu đen trong ngôi sao màu sắc, thì nó có khả năng là triệt tiêu màu đen, khử được trung hòa cái ánh sắc đen trong cái môi ha. Nên là ngôi thâm càng nhiều thì mình tăng cái tỷ lệ màu trắng lên càng nhiều. Và thì cũng có trường hợp là các bạn sẽ sử dụng màu trắng đi phủ một lượt lớp mỏng đối những ngôi thâm đen, rồi sau đó mình mới tiến hành là khử màu hồng cam sữa thì cũng được. Nhưng mà lưu ý là cái màu trắng là màu hạt phân tử rất là lớn, thì đi nó dễ gặp cái tình trạng đó là bết màu. Và khi mà gặp trường hạt mà nó bết màu trên cái môi rồi á, thì nó sẽ dẫn đến cái hậu quả đó là dễ lon màu sau khi bông. Và là khi đó mình sẽ vô cái màu chủ đạo á, nó sẽ không có chuẩn màu nữa. Qua gần hai lượt thử thâm thì mình đã thấy cái màu sắc tố cái môi này nó chuyển đổi cái phần thâm ở bên viền nè,
nó gần bằng phần lòng môi đây đó. Nhớ là kỹ thuật này là mình đánh những cái viền môi thì mấy bạn sẽ đánh xéo ha, không đi rõ viền. Mình đánh đường ngang thì nếu như mà các bạn đánh đường ngang thì khi đó đánh cái phần gần tới cái viền phải nhớ là hất tay nhẹ hạt lên tí xíu. Nếu như mình đi mà nó sát khít quá thì nó sẽ lộ cái viền. Mà đối với nam thì phải là cái hiệu ứng của nó là tan viền. Và những hạt mực nó sẽ tan vào lòng môi, nó không phải lộ rõ cặn mực. Thường là những cái môi mà thâm nhiều thì cái hạt sắc tố melanin nó rất là nhiều. Nên là để mà che phủ tốt thì các bạn sẽ phải đi hơi sâu kim một tí xíu. Thì sâu kim thì khoảng bao nhiêu? Thì cũng tùy theo cơ môi ha. Thì thường là khuôn môi thì cái độ sâu kim nó dao động từ 0.2-0.3 ha. Mà 0.2-0.3 thì nhiều khi bạn cũng không có biết đo được như thế nào. Thì khi đó mình sẽ cứ đi lực tay xuống môi. Mà nếu như thấy chưa chuyển thì có nghĩa là môi đó mình sẽ cái độ sâu kim đối với cái môi chưa đủ. Thì mình sẽ tăng dần cái độ sâu kim xuống môi nữa ha. Còn nếu như mà mình đi mà nó sẽ ra nước môi nhiều, chuyển đổi mà ra nước môi nhiều thì đó cũng là cái tình trạng nó quá sâu kim. Thì mình sẽ nương cái lực tay lại cũng như là cái độ sâu kim xuống môi. Thì kỹ thuật á, là sử dụng khử thâm đó là mình sử dụng kim nào thì mình có thể sử dụng là kim 1 hoặc là kim ben cũng được. Miễn là các bạn sẽ đi sao mà kỹ thuật tơi hạt và cái hạt nó không lộ rõ là được ha. Ở đây nếu như mình các bạn nào chưa vững thì nên sử dụng cái kim 1 cho nó dễ kiểm soát mũi kim ha. Tại vì cái lượng mực của cái khử thâm này mình cần cái lượng mực vừa phải, không quá nhiều. Nên là đối với bạn nào mà khử thâm môi chưa tốt, sử dụng kim ben nhiều chân kim chưa tốt thì mình nên sử dụng kim 1 cho nó dễ dàng kiểm soát được cái mực xuống da. Còn kim nhiều chân kim nhiều khi đó là cái kim các bạn không khống chế hết tất cả các mũi kim thì dễ gây tình trạng đó là bết màu. Và đặc biệt khuôn môi nam thì không được bết màu, không được lộ rõ cái cặn mực ha. Làm sao cho mực nó tan vô trong môi và không lộ rõ viền. Nhớ là kỹ thuật đánh tan viền là kỹ thuật đánh xéo ha. Những cái môi mà nó có hạt mụn body nhiều như thế này á thì nó thứ nhất á, đối với môi nữ thì nó sẽ rất là khó ăn màu. Đối với môi nam thì nó cũng cực kỳ khó ăn màu, và bên cạnh đó nó sẽ làm cho môi nó rất là mỏng. Nên cái lực tay mình đi phải cố gắng cho nó đều nhau ha. Vừa được chuyển đổi được tông màu mà còn vừa phải vô màu, nên là cái đoạn kim mình đi phải dứt phát và vô màu cho nó chuẩn nghiêm hạt thật là chắc chắn. Thì phần khử môi thâm này là những cái chỗ nào thâm thì mình mới đi, còn những cái chỗ mà không thâm thì mình không nên đi vào. Tại vì khi mà đi vào thì chút xíu nữa cái màu chủ đạo nó sẽ không có chuẩn màu, và việc mà đi vô cái màu khử thâm này đối với những vùng không thâm thì nó là thực sự không cần thiết. Và đây là môi dưới, mình đã hoàn thành xong cái bước khử thâm chuyển đổi tông màu, là phần viền và cái lòng môi nó gần đồng đều nhau. Thì phần môi trên đây là mình chưa tiến hành khử thâm thì vẫn còn màu rất là đậm thâm ha. Mình sẽ thấy được sự khác biệt giữa phần môi trên và môi dưới, môi đã khử thâm và môi chưa khử thâm. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành thử thâm cái hồng cam sữa phần môi trên tương tự giống như cái phần môi dưới. Bé Thảo nhà mình đã làm xong cái phần khử môi thâm cho anh nam này nè. Nó sẽ có 3 trường hợp trong khử thâm môi nam. Thứ nhất là mình sẽ dừng lại ở đây.
Có nghĩa là mình sẽ cho anh trai này đi về, xong rồi 3 ngày sau nó sẽ bong một lớp màu rất là nhẹ, là mỏng ra, thì anh sẽ có một cái màu môi là mất màu môi thâm cũ. Mình sẽ cho các bạn xem lại là màu môi bây giờ và màu môi hồi nãy nó sẽ rất là khác biệt. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai là ví dụ như anh trai này không có muốn dừng lại ở đây mà anh muốn là cái môi mình nó sẽ hơi hồng hơn chút xíu, thì bây giờ là mình sẽ đi bước 2 là mình vô màu chủ đạo. Và trường hợp thứ ba thì một số anh em con trai mình sẽ thích cái màu nó tươi hơn chút xíu, thì mình sẽ pha màu như thế nào để cho nó sẽ tươi lên. Thì lúc đó là sẽ có 3 trường hợp màu môi dành cho anh em con trai của mình khi lựa chọn vuông xăm. Đây là bước thứ hai, là bước vô màu hồng cam nhạt chủ đạo. Thì anh trai này là muốn mình có cái màu hơi tươi hơn so với lại cái màu gốc của anh, của cái màu chính giữa này nè. Cái màu này hồi nãy nó hơi đỏ đó các bạn, thì anh muốn là cái phần này giảm bớt hồng đỏ lại và nó hồng tự nhiên thôi. Thì bây giờ mình sẽ làm cho cái phần môi này nó hồng tự nhiên chứ nó không có lên màu sáng. Tại vì có trường hợp thì anh em thích màu sáng hơn, nhưng có trường hợp thì anh em sẽ không có thích màu sáng. Thì giống như kỹ thuật của phun môi vô màu chủ đạo là mình phun rải hạt sát khít. Các bạn sẽ đi khoảng một đoạn là 1 cm. Và mấy bạn nhớ nè, đi đều tay cái lực, đánh hai chiều, một chiều cũng được, nhưng mình sẽ thường là sẽ đánh hai chiều và không có đậm hai đầu ha. Đều lực ra. Mình đang đi là màu hồng cam nhạt nha các bạn. Đối với nam giới thì không có quá nhiều màu đa dạng như màu của chị em phụ nữ mình. Chủ yếu là màu cho các anh là màu cho các anh nam á, là hết thâm là được, hoặc chỉ là hồng nhẹ, hồng cam nhạt hay hồng baby một chút xíu. Mình sẽ đi từng đoạn là khoảng là 1 cm, đi hai chiều ha, đánh tơi hạt sát khít, lực tay vừa phải. Cái độ sâu mà đi vào cái cơ môi á thì nó tùy theo dùng. Ví dụ như ở vùng này thì là dùng da trung bình thì mình đi khoảng là 0,2, hơn 0,2 chút xíu. Còn đấy lại gần dì môi á, thì nó có thể dày hơn chút xíu, mình sẽ đi gần 0,3 mm. Còn trong phần lòng môi đó thì nó mỏng cho nên là mình sẽ đi cạn hơn chút xíu. Có những cái môi khi mình làm nhiều khi nó bị ra nước mô á, thì lúc đó là mình phải chấm mất nước mô đó liền. Còn môi này thì nó đang là không có bất cứ một cái hiện tượng nước mô nào hết, cho nên là mình đi mình có thể lau liền hoặc mình để chút xíu cũng được, để cho màu nó thấm vô cũng được. Mà mình cũng có thể là lau liền để mình kiểm tra màu, để mình đi các nối điểm tiếp theo cũng được. Bây giờ mình sẽ quay lại mình đánh cái tan viền, cái khúc vừa đi rồi cho các bạn xem nha. Cái phần viền ha, đây cái phần viền nè, là mình sẽ đánh tan viền là mình đánh xéo, đánh từ trong lòng môi đi ra ngoài viền môi. Các bạn là không đánh ngược lại nha, không đánh ngược lại, các bạn đánh xéo ra ngoài và chạm vừa vào khung môi là được. Đối với cái bước này thì mình không phủ dày ha, mình phủ một lớp mỏng, không được quá dày. Mình bỏ nhiều thì màu nó sẽ bị đậm. Có thể mình phủ 2 đến 3 lớp là được rồi, tùy theo mức độ mình cảm thấy nó ăn màu là được. Mình đang sử dụng kim là RM 11, 13, 25 đều được, và nhưng mà mình đang là sử dụng là kim 1. Đánh tan từ lòng ra viền.
cái phần viền môi và gần viền môi của anh 2/3 môi này là nó thâm nhiều, cho nên mình sẽ phủ nhiều màu hơn. Còn trong lòng môi thì một chút nữa là mình sẽ đi lợt thôi các bạn. Tải hạt sát khích và tốc độ là nhanh hay chậm này tùy theo mình, nhưng mà nếu mình quen tay thì mình sẽ đi nhanh thì nó sẽ nhanh hoàn thành hơn. Sau khi mình phun qua một lượt thì mình sẽ kiểm tra màu coi nó độ vô màu nó như thế nào để mình biết mình đi lại lần nữa. Thì mới có qua một lượt thôi là hầu như là nó ẩn màu rồi. Chắc là với cái môi này mình sẽ đi chừng 2 lần thôi. Còn chỗ nào sót thì mình dậm lại. Sẽ xem chỗ nào mình thiếu mình sẽ dặm lại. Thường thì những cái chỗ thâm á, đi qua một lượt nó sẽ thiếu nhiều. Bây giờ mình sẽ chọn những cái vùng mà nó còn thâm nhiều, mình sẽ phủ lại một lần nữa. Sau khi phủ lại một lần vậy, mình sẽ kiểm tra rồi mình đi tổng thể một lần nữa. Màu môi mình chọn cho anh em con trai á, phải dựa vào lòng môi của khách mà quyết định. Có nghĩa là lòng môi của khách nó thâm nhiều thâm ít hay không thâm, hay là nó thể hiện cái mức độ của lòng môi là như thế nào, thì mình dựa theo đó mình quyết định cho khách là chủ yếu. Khi mà mình sử dụng các sắc tố màu cho con trai á, thì phải cẩn thận, vừa đủ là được, hay là thiếu một chút cũng không được, hay mà dư quá một chút không được. Thiếu thì nó không có đủ, nếu không có đủ lên màu, còn nếu dư thì nó sẽ bị lố màu. Lố màu thì con trai thường thì không thích bị lố màu, nó bị đậm màu á. Còn thiếu thì nó còn thâm. Cái này là mình đang đi qua một lượt lại để cho nó đồng đều cái màu môi, màu mực, màu chủ đạo mình vô. Sau một lần này mình sẽ phủ lại một lượt nữa, phủ đều một lượt nữa. Bây giờ là mình coi chỗ nào nó thiếu thì mình bỏ vô của lượt một. Thường thì cái phần kế viền á, mình hay thiếu, tại phần đó nó hay thâm nhiều. Có trường hợp á, thì lòng môi thì nó sẽ ít hơn nha, lòng môi thì nó không có thâm. Thường những cái viền môi á, cũng thâm nhiều, thì thâm nhiều thì mình sẽ đi kỹ hơn chút xíu. Cái phần khóe môi mình sẽ đánh cái tan viền cho các bạn xem nè. Mình sẽ đánh tan viền cho các bạn xem ha. Đánh xéo ra ngoài viền. Phần sát trong khóe môi á, là phần đó các bạn phải cẩn thận. Nếu mà các bạn mà đi nó bị lố vào phần da mặt á, thì cái màu nó sẽ dính vào da mặt, mình sẽ khó xóa lắm. Còn nếu như mình mà không có căng cái phần khóe môi ra đủ á, thì nó sẽ bị thiếu màu, thì ra ngay chỗ đó nó sẽ vẫn còn thâm, thì không có đạt yêu cầu. Lượt thứ nhất mình đi qua xong, còn sót chỗ nào thì mình sẽ bỏ màu vào những cái chỗ sót đó. Đó là gọi là lượt thứ nhất. Môi này mình chỉ cần đi 2 lượt thôi các bạn, mình đi thêm một lượt nữa là được. Các bạn thấy là ứng màu lên rồi ha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu cho lượt thứ hai. Lượt này rất là đủ rồi các bạn. Trường hợp mà các anh mà muốn mà cái màu nó tươi hơn chút xíu á, anh này thì muốn màu trung bình thôi thì mình đi phủ 2 lượt. Còn nếu anh nào mà muốn tươi hơn chút xíu á, thì mình có thể là phủ 3 lượt hoặc hơn chút xíu. Còn này mình chỉ cần phủ lượt này nó là được. Trong lượt này mình đi qua một lần, xong mình lau đi. Mình lau đi xong mình sẽ thấy nó lộ ra những cái chỗ mà nó còn chưa có đều á, thì mình sẽ dùng kỹ thuật ví dụ như xoay tròn, hay là đánh xéo, hay là đánh dọc, đánh xeo xớ môi đó, hay là mình bỏ màu cho nó đủ. Thì lúc đó là một lần nữa thì nó mới hoàn chỉnh cái lượt 2. Thường thì mình sẽ đi từ lòng môi ra. Mình không có lạm dụng là màu khử thâm cam vàng quá hoặc hồng quá.
Nếu môi có sắc thâm nâu nhẹ thì môi đang dư màu vàng nên không chọn tông cam vàng nhiều quá để khử thâm, mà nên chọn tông hồng. Còn nếu mà môi thâm nhiều mà thiếu cam vàng nên chọn tông có nhiều màu cam vàng để bổ sung ha. Không chọn tông quá hồng hay quá đỏ sẽ không có khử được môi thâm. Trong phun môi nam ở phun xăm bên đen á, thì môi nam là mình nên ưu tiên sử dụng là dòng mực trong kết hợp với kỹ thuật đi kim để môi không lộ bất cứ một cặn mực nào thì mới được. Nếu như chỗ nào mình thấy có nước mô thì mình có thể lau đi để cho nước mô nó không có bị xuống cái tầng da, nó làm cho cái da cái khu vực đó nó bị xỉn màu khi mà bong tróc ra. Còn nếu như mà nó không có bị nước mô thì mình cảm thấy nó cái đó là chính xác là một mực thì mình cứ để im cho nó ngấm xuống một chút xíu cũng được, hoặc mình có thể lau đi cũng được. Nãy giờ là các bạn thấy mình lật ít có đi bên trong lòng bì môi dưới đúng không? Tại nãy đầu tiên mình cho các bạn xem á, là cái môi dưới nó đã hồng rồi, cho nên là cái phần mà sát trong cái răng á thì nó đã chuẩn màu, nó không có đỏ quá. Nhưng mà cái phần mà gần chính giữa đó, thì nó hơi đỏ, cho nên mình nãy giờ mình đi cái phần đó thì nhiều, để cho nó bớt sắc tố đỏ lại một chút xíu cho nó hồng hồng. Còn đa số là mình sẽ tập trung kỹ cái phần mà từ giữa ra, giữa môi dưới ra viền môi. Đây là sau khi mình đi lượt thứ hai và mình kiểm tra lại thì mình sẽ thấy là cái màu nó đủ, nó trong, nó mịn thì là được ha các bạn ha. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem nè, đây là môi trên, khử thâm qua một bước. Đây là bước thứ hai, thêm vô màu chủ đạo nữa. Nếu dừng lại bước này thì mất môi thâm, còn nếu nâng lên tông màu như thế này thì anh trai này sẽ tróc ra là có cái màu hồng mỏng mịn rất là tự nhiên ha. Giờ mình sẽ đi tiếp phần trên đây. Tiếp theo là mình sẽ tiến hành phần vô màu phần môi trên ha, tương tự giống như kỹ thuật phần môi dưới. Mình cũng đánh là từ cái viền vào lòng ha. Hai chị em mình vừa hoàn thành xong phần phun khử xóa thâm môi nam dành cho bài học ngày hôm nay. Còn nhiều trường hợp khác nữa nên hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau ha.